Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin người Việt ở Ba Lan đón đồng hương từ Ukraine, lên án Putin là tội phạm chiến tranh. Cộng đồng của người Việt Nam tại Ba Lan đang tất bật chuẩn bị để đón hàng trăm đồng hương từ quốc gia láng giềng Ukraine sang tị nạn chiến tranh. Một số người còn ra tận biên giới để cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cho những người Ukraine mới tới đang trú tạm tại các lều trại ở đây. Đây là hình ảnh hàng trăm giường ngủ được bố trí ở thị trấn biên giới gần Ba Lan vào ngày 1 tháng 3 để đón tiếp người tị nạn Ukraine. Hiện nay, chúng tôi đã nhận được khá nhiều yêu cầu trợ giúp và một số nhóm đã lên đường sang Ba Lan. Nhưng hiện nay, do biên giới giữa Ukraine và Ba Lan đang bị tắc vì đông người kẹt xe, nên việc đi từ Ukraine sang Ba Lan hiện nay rất khó khăn và cũng rất lâu. Có nhóm đi như vậy là 24 tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới được biên giới. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cũng hôm 28 tháng 2, ngay khi chiến sự tạm lắng ở thủ đô Kiev, khi đại diện hai phía Nga và Ukraine bắt đầu tiến hành đàm phán, thì cộng đồng người Việt Nam ở tại đây cũng như các địa điểm nóng chiến tranh khác tại Ukraine đã tranh thủ sơ tán sang các quốc gia láng giềng. Với điểm đến lớn nhất là Ba Lan, khiến cho đường đi sang biên giới nước này bị tắc nghẽn nghiêm trọng hàng chục cây số. Dù bạn đến biên giới nào thì cũng rất đông người, xe ô tô tắc đến 15 km hoặc hơn. Nếu có đi thì phải thật kiên trì và quyết tâm, dọc đường đi luôn có người trợ giúp bạn về đồ ăn. Nhưng vẫn phải mang theo đồ ăn của mình, nước uống và mang theo thuốc đau đầu, đau bụng, hạ sốt. Nếu có con nhỏ thì cầm thêm túi thuốc gia đình, vân vân. Một người tên là Dương Hồ, một gia đình người Việt Nam ở Ukraine vừa đến được Ba Lan đã chia sẻ kinh nghiệm gia đình này, cho biết họ đã đi từ thủ đô Kiev lên Lviv và nghỉ lại tại một đêm, sau đó ra ga tàu để đi đến các ga biên giới, nhưng không thể chen lên được vì rất đông. Cuối cùng họ phải thuê taxi để đi từ ga này ra tận biên giới. Nếu đi ô tô thì tắc đường rất lâu, một ngày hoặc 2-3 ngày cũng có. Đến được biên giới rồi là ok vì thủ tục biên phòng tại Ukraine rất đơn giản, sau đó hải quan Ba Lan lại càng dễ. Đây là hình ảnh những căn lều của chúng ta ở biên giới Ba Lan và lương thực thực phẩm chờ đón người Việt Nam từ Ukraine để di tản sang, gọi là lều của chúng ta, về để đó còn có nó là sự phối hợp giữa ba dân tộc Ukraine, Ba Lan và Việt Nam. Nhưng sẽ phải trải qua thời gian xếp hàng rất lâu vì rất đông người. Gia đình Dương Hồ đã chia sẻ thêm kinh nghiệm như vậy. Người này nói tiếp, hôm qua có một nhóm người Việt Nam đi sang Ba Lan, nhưng mà khó khăn quá, đông người quá, không đi được thì họ định sang Romania. Ông Trần Anh Tuấn cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết như vậy. Cũng theo ông, thực tế cửa khẩu sang Romania thì không đông lắm, nhưng Romania chưa phải thuộc Schengen. Vào Romania rồi thì không thể sang Ba Lan, sang các nước khác được. Nhưng mục đích của mọi người là muốn tị nạn chiến tranh sang các nước nằm trong khối Schengen. Vì vậy, ông Trần Anh Tuấn cho biết Ba Lan hiện nay đã trở thành điểm đến tối ưu của cộng đồng người Việt Nam nói riêng và của tất cả người tị nạn Ukraine nói chung. Nhưng cho đến tối ngày 28 tháng 2, chỉ mới có một nhóm người Việt Nam gồm 12 người đã rời khỏi Ukraine ngay ngày đầu tiên nổ súng ra cuộc chiến tranh đã tới được Ba Lan, vẫn theo lời ông Trần Anh Tuấn. Hiện nay, nhóm đấy đã sang đến thủ đô Warsaw, được Hội Thánh Tin Lành của người Việt Nam tại Ba Lan đón tiếp và ổn định. Ông Trần Tuấn Anh cho biết thêm, theo thông báo từ phía cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, dự kiến sẽ có khoảng từ 300 người Việt Nam sơ tán sang Ba Lan trong những ngày tới với phương tiện tự túc. Đông người sang thì chúng tôi sẽ tập trung vào một chỗ, rồi từ đó chúng tôi phân ra. Chúng tôi có những hội trường lớn, chúng tôi có chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc, hai ngôi chùa đó có hội trường rất lớn. Chúng tôi sẽ tạm thời tập trung ở đấy để có thể bố trí ăn ở, nghỉ trước mắt. Đây là hình ảnh chùa Thiên Phúc ở Ba Lan. Sau đó, chúng tôi phân ra từng nhóm một, phân ra các hội đồng hương, các câu lạc bộ và các tổ chức khác trong các hội của người Việt Nam tại Ba Lan để đón tiếp. Chúng tôi sẽ chia nhỏ ra để bố trí cho chú đáo, ông Trần Anh Tuấn cho biết. Những lúc này mới thấy tình cảm của cộng đồng người Việt Nam với nhau thật tuyệt vời. Người đứng đầu Hội đồng Hương Việt Nam tại Ba Lan xúc động nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người Việt Nam tại Ba Lan này
đều đồng lòng giúp người tị nạn chiến tranh, không những cho người Việt Nam mà cả cho người Ukraine. Tình cảm của người Việt mình thật tuyệt vời. Tôi thấy rất cảm động, những nghĩa cử không thể tưởng tượng được. Hiện nay có một số người Việt Nam tự kêu gọi gồm 5-6 người với nhau chở hàng hóa lên biên giới giữa đêm giá lạnh, làm một cái quầy, cái lều để phát đồ ăn, thức uống, những dụng cụ cần thiết cho người tị nạn ngay tại biên giới. Cũng trên trang mạng xã hội, những thông báo giúp đỡ từ lương thực, quần áo cho đến đồ ăn, công ăn việc làm dành cho đồng hương đến Ukraine liên tục xuất hiện. Đây là hình ảnh người dân Ukraine di tản sang Ba Lan. Chị Nga, một cư dân ở Kiev, đang trên đường sang Ba Lan cũng cho Đài Tiếng Hoa Kỳ biết chị đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Bình thường thì mình chưa biết nhau, nhưng đến khi gặp hoạn nạn, người ta tự liên hệ, người ta đề nghị giúp đỡ mình, chị Nga nói. Bên cạnh những nghĩa cử chia sẻ đùm bọc cho đồng hương và người tị nạn Ukraine, nhiều người Việt Nam tại Ba Lan đang phản đối mạnh mẽ hành động gây ra chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi xử phạt ông như một tội phạm chiến tranh, theo lời ông Trần Anh Tuấn chia sẻ. Người Việt ở Ba Lan hầu như là người miền Việt ở miền Bắc là chính. Những người Bắc sang Ba Lan học tập, sinh sống và hình thành cộng đồng người Việt. Do đó, người miền Bắc thì cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thì người ta phần nào cũng có thiện cảm với Liên Xô cũ, cũng như nước Nga bây giờ. Lúc chưa xảy ra chiến tranh thì có rất nhiều thiện cảm, thậm chí có nhiều người rất ca ngợi Tổng thống Putin. Còn đối với nhân dân Nga thì thực tế họ chỉ đáng thương thôi. Còn đối với chính quyền, sau khi xảy ra chiến tranh thì bây giờ hầu như người Việt Nam ở Ba Lan này đều quay lại và rất phản đối cuộc chiến tranh, thậm chí là rất căm thù, căm phẫn lên án ông Tổng thống Putin. Mọi người mong muốn rằng cuộc chiến tranh sẽ kết thúc và thậm chí phải coi Putin là một tội phạm chiến tranh. Trong thế kỷ 21 này mà gây ra cuộc chiến quá tàn khốc thì đó là một tội phạm chiến tranh không thể khác. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 2, đã có hơn nửa triệu người Ukraine di tản ra khỏi nước này. Đa số là đến Ba Lan, với phần lớn là phụ nữ và trẻ em, vì đàn ông từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi Ukraine theo lệnh tổng động viên của Tổng thống Zelensky sau khi nước này bị Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Số người tị nạn còn chạy sang Hungary, Moldova, Romania và các nước khác nữa. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 12 triệu người tại Ukraine cần sự trợ giúp, khoảng 1 triệu người đã mất nhà, mất cửa và hơn 677.000 người đã sơ tán ra nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố nước này đang khơi mào chiến tranh tài chính và kinh tế toàn diện nhằm vào Nga, nhấn mạnh các biện pháp cấm vận đặc biệt hiệu quả. Điện Kremlin khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không bao giờ khiến Nga thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Trung Quốc đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Ukraine. Hơn 1.000 công dân Trung Quốc đã rời Ukraine trong ngày 1 tháng 3 để tới Ba Lan và Slovakia, hai quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, sau khi 600 sinh viên Trung Quốc được sơ tán vào ngày 28 tháng 2 từ thủ đô Kiev và thành phố cảng phía nam Odessa. Hiện nay tại Ukraine, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra rất dữ dội. Mời các bạn xem bình luận của nhà hoạt động Phạm Minh Vũ với bài viết Nói với ba tên cẩu tướng của Việt Nam. Chúng ta phải nói rõ hành động xu hàng chục vạn quân sang xâm lược Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, có độc lập của Putin là một tội ác chiến tranh. Dùng vũ khí tối tân nhất để giết hại hàng trăm dân thường Ukraine rõ ràng. Đây là một hành động diệt chủng, và con số này tăng lên mỗi ngày mỗi giờ. Cả thế giới lên án quay lưng lại với Nga, quốc xã yểm trợ cho Ukraine. Là những lời cầu nguyện của những người có lương tri, là viện trợ của các chính phủ với các nước trên thế giới về tiền bạc và vũ khí, là tỷ phú người Nhật góp 100 triệu đô la, là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn góp 86.000 đô la để chia sẻ cùng dân Ukraine và còn rất nhiều người khác, là thiết bị vệ tinh, tốc độ cao, Internet để cho mọi người cùng dùng. Chúng ta thấy Putin là kẻ sát nhân, đứng sau vũng bùn tội ác. Một tuần qua, kể từ khi phát súng nổ trên biên giới Ukraine, ông Putin đã mang tới rất nhiều hình ảnh chết chóc, hoang tàn, đau khổ cho đất nước Ukraine.
hàng trăm dân thường thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, nhiều làng mạc trở thành bình địa. Hơn nửa triệu người Ukraine phải bỏ chạy lánh nạn sang các nước láng giềng xung quanh. Trong đó, số lượng này tăng lên mỗi ngày. Rồi những tiếng khóc thét cha mất con, vợ mất chồng từ dưới tầng hầm vang vọng lên nóc giáo đường. Từ vùng biên ải tới thủ đô Kiev, từ một vùng quốc gia xinh đẹp, yên bình, rất nhiều người Việt Nam đến đây để học tập. Phút chốc bỗng biến thành cảnh hoang tàn, hoang địa với mùi tử khí. Không chỉ có thế, thế giới lên án Nga quốc xã mà ngay cả nội bộ nước Nga, những nhiều người dân yêu chuộng hòa bình cũng phản đối cuộc chiến tranh phi pháp này. Hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nơi tại nước Nga. Số người bị bắt cũng rất nhiều nhưng họ vẫn lạc. Putin đang điên cuồng và bệnh hoạn hoang tưởng về một nước Nga vĩ đại. Nếu chỉ là chính nghĩa, tại sao Putin lại lừa dối cả binh sĩ hãy qua giải phóng Ukraine? Nhân dân Ukraine sẽ chào đón. Cuối cùng thì sao? Trả 104 đô la cho mỗi người lính bị chết ở chiến trường. Putin đem cỗ máy chiến tranh không chỉ là người lính đúng nghĩa mà còn kéo theo những thiếu niên mặc còn búng ra sữa để thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình. Các lò thiêu người lưu động đã được kéo theo đoàn quân này để thiêu xác binh lính. Hãy nói cho tôi biết đâu là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà tên diệt chủng Putin đang phát động trên khắp nơi tại Ukraine, trong khi thế giới lên án tội ác của Nga quốc xã như thế. Vậy mà ở đâu đó còn sót lại một đám con hoang hết lời ca ngợi Putin và ủng hộ cuộc xâm lược phi pháp của nước này. Điển hình trong đám con hoang ấy là ba tên cầu tướng này luôn biện minh cho hành động xâm lược của Putin là chính đáng. Thứ nhất là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, gọi là Tuấn Tuột Xích, cho rằng hành động của Putin là ngăn chặn từ xa mối đe dọa tới an ninh nước Nga. Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Tuấn. Thứ hai là hình ảnh, đây là hình ảnh Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương thì khẳng định như đinh đóng cột, Tổng thống Putin đã tuyên bố, thứ nhất, Nga không xâm lược, không cướp đất của Ukraine. Thứ hai, Nga không đánh vào dân thường Ukraine vì người Ukraine và người Nga có cùng chủng tộc, chung tổ tiên, dòng máu. Ông ta còn nói rằng tôi tin tuyên bố ấy là đúng mức và ông Putin sẽ làm như vậy. Thứ ba là Trung tướng Nguyễn Đức Hải cho rằng hành động xâm lược Nga chỉ là đòn đánh phủ đầu, không nhằm tới thường dân. Sau khi những ý kiến của đám cầu tướng, dư luận viên cao cấp này của Đảng Cộng sản Việt Nam được Ban tuyên giáo loan tải, dư luận viên xem đó là một chân lý mà tung các bài báo viết theo hướng đó khắp các diễn đàn nhằm định hướng dư luận. Và cuối cùng thì sao? Gần 400 thường dân, gần 20 anh em nhỏ của Ukraine đã bị chết dưới tay Nga quốc xã cho đến lúc đó. Và giờ thanh minh ra sao với những người cầu tướng này? Chưa kể, giả sử trong trường hợp Trung Quốc tuyên bố ngăn chặn từ xa mối đe dọa an ninh, lấy lý do tương tự đem quân qua đánh Việt Nam và xâm lược, thì các ông sẽ ủng hộ hay họ hay sao? Phục vụ và làm nô lệ cho bọn Nga và Trung Quốc thì các ông cứ làm. Nga và Trung Quốc bắt các ông sủa thì các ông cứ sủa. Kêu cắn thì cứ cắn. Nhưng xin đám cầu tướng các ông đừng cắn bậy, cắn phải, cắn cho đúng. Nên nhớ là như thế.